anh chẳng mới qua thăm mình đó. Nè Đôn Đôn, mới sáng sớm mà bạn đã ăn giặt rồi, mau chia cho mình một miếng đi. Đây có phải đồ ăn giặt đâu, nó là đồ ăn sáng của mình chứ bộ. Sao bỏ toàn dưa leo vậy nè? Mau quăng nó ra chỗ khác đi. Hả? Miếng gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy hả? Dưa leo. Bạn hãy quăng miếng dưa leo đó đi. Mình bị dị ứng với dưa leo đó. Hả? Bạn nói cái gì? Bạn bị dị ứng sao? Có chuyện gì mà các em lại ồn ào quá vậy hả? Dạ thưa cô, Linh Chi nói là bạn ấy bị dị ứng với dưa leo ạ. Ôi trời ơi. Ở chỗ của cô có một loại thuốc có thể làm bớt dị ứng đây. Dạ thưa cô, rốt cuộc dưa leo đã làm gì bạn ấy vậy cô? Chỉ là bạn ấy không thể tiếp xúc được với dưa leo thôi, cho nên thường bạn ấy sẽ không thể ở gần nó. Không thể ở gần dưa leo sao? Nhưng bạn ấy đâu có chạm vô dưa leo đâu, chỉ nhìn thấy nó thôi mà. Cho nên người ta mới nói đó là dị ứng em ạ. Wow, đây thật sự là một căn bệnh rất lạ lùng luôn. Bệnh lạ lùng sao? Nè cha đu à, Minchi không sao chứ? Bạn không thích ăn thì quăng vô thùng rác đi, sao lại quăng lung tung vậy chứ? Mình chưa bao giờ nghe nói có người bị dị ứng dưa leo. Chắc là do Minchi mỏng manh yếu đuối quá thôi. Bạn nói đúng, từ giờ tụi mình không nên cho dưa leo vào bữa trưa nữa. Cách cư xử của các bạn ấy hoàn toàn khác khi mình bị thương. Bọn mình đang thương đó cha đu, sao bạn yếu ớt vậy? Chân mình đang đau. Cha đu đã bị loại. Các bạn đúng là phân biệt đối xử với mình quá đi. Ghen tị thiệt á, dị ứng thiệt là tốt. Nè, bạn mới nói là bạn ghen tị đúng không? Thì sao hả? Bộ mình không được ghen tị hay sao? Bạn đúng là kỳ lạ thiệt á. Nhìn đi, một cô gái cứng cáp như bạn cũng biết ghen tị với mấy cái này nữa. Cô gái cứng cáp sao? Nè, biết đâu mình cũng bị dị ứng với thứ gì đó thì sao hả? Thì bạn cứ mơ đi, cơ thể của bạn không có khả năng bị dị ứng được đâu. Nè, nếu như mình bị dị ứng với thứ gì đó thì bạn sẽ phải đi khắp nơi với những vết mực trên mặt đó nha. Ha, được thôi. Và nếu bạn không bị dị ứng thì mình sẽ dễ mực lên mặt của bạn. Chờ đi. Những đồ ăn có thể khiến cơ thể bị dị ứng là sữa, hải sản, trứng. Mình không thể hiểu nổi luôn, tại sao người ta lại bị dị ứng với những món ngon như vậy chứ? Cha đu nè, có sức khỏe tốt mới là thứ quan trọng nhất đó. Minchi à, bạn sẽ không hiểu được tâm trạng của mình đâu. Mình chưa bao giờ được quan tâm và chú ý giống như bạn, nên mình muốn thử một lần cho biết. Nếu là như vậy thì mình sẽ giúp bạn tìm những kiểu dị ứng không liên quan đến thức ăn. Kiểu dị ứng khác hả? Hả? Đây là gì vậy? Dị ứng dưới ánh mặt trời. Một người có thể bị dị ứng nếu đứng dưới ánh mặt trời quá lâu. Minchi ơi, mình rất thích ý tưởng này. Đừng có nói là bạn sẽ cố tình đứng phơi dưới ánh nắng mặt trời nha cha đu. Minchi ơi. Cha đu à, con qua chơi hả? Em là ai vậy? Tâm trạng của em đang không được tốt, cho nên anh đừng có chọc ghẹo em. Cha đu à, bạn cảm thấy ổn chứ? Mình không sao, mình biết là không có gì dễ dàng hết. Cha đu à, con ở lại ăn tối luôn nha. Tối nay cô làm món thịt nướng đó. Dạ, con cảm ơn cô. Cha đu ơi,
Khi mà em bị cháy nắng, chỉ cần dùng dưa leo để... Đừng nói mà. Đừng nói. Minchi ơi, bạn lại bị dậy nữa rồi kìa. Tại anh hết đó. Anh xin lỗi. Ủa, Shadow ơi, trên mặt em có cái gì vậy? Có cái gì hả anh? Trên trán em mới nổi chấm gì đó. Cái chuyện gì vậy nè? Ôi trời, Shadow, không lẽ là bạn đã bị dị ứng rồi? Tuyệt vời. Chúc mừng bạn nha. Xin chào, sáng hôm nay trời đẹp quá ha. Hả? Cuối tuần bạn đi chơi đá banh hả? Sao đen thui vậy? Trời, Shadow, bạn hãy giống con gái một chút đi. Nếu như hôm nay mình bị khiêng về phòng y tế thì các bạn sẽ hối hận vì thái độ lần trước đó. Rốt cuộc bạn đang nói về chuyện gì vậy hả? Cuối tuần rồi mình bị dị ứng nên không đi đâu được hết. Nè, Lý Anh Huy, bạn đã sẵn sàng bị vẽ lên mặt hay chưa? Mình biết mình bị dị ứng với gì rồi. Bạn nói gì? Dạ cô ơi, hồi nãy cô đã cho những gì vào món thịt nướng vậy cô? Cô nhớ rồi, ngoài nguyên liệu thông thường còn có nấm cục. Bộ bạn không biết gì về việc dị ứng với nấm cục hả? Bạn nói gì chứ, dị ứng nấm cục? Bạn vừa phải thôi, đang tính lừa ai vậy? Tưởng mình không biết muốn nói gì thì nói hả? Ý của bạn là gì chứ? Nấm cục có giá lên tới hàng ngàn đô một ký lận. Hàng ngàn đô một ký sao? Khó tin quá đi. Làm sao một ký nấm lại có thể mắc tới như vậy chứ? Nè cho cha đu, mình biết là bạn rất muốn thắng, nhưng có vẻ bạn đã thua rồi. Mình nói thật mà. Các bạn à, cha đu bị dị ứng thiệt đó. Tuy giờ nhà mình không cần nấm cục nữa nhưng... Thôi đi Minchi, tất nhiên bạn sẽ bên cha đu rồi. Vậy bạn chứng minh đi. Nếu như không nhìn thấy tận mắt, mình sẽ không tin đâu. Được thôi, bạn nghĩ là mình không chứng minh được sao? Nè, Tông Banh, em hãy đánh hơi thật cẩn thận nghe chưa? Chắc chắn em có thể làm được mà. Nói vậy tức là chó có thể đánh hơi được mùi của nấm cột mà, có đúng không? Mình biết chắc tụi mình sẽ làm được thôi. Em nói có đúng không hả Tông Banh? Nè, em còn định lề mề tới khi nào vậy hả? Hãy nhanh đi tìm mấy cây nấm cho chị đi. Mau nhả ra, em không nên ăn mấy thứ này đâu. Ủa? Tại sao? Sao mình lại bị dị ứng với nấm cục? Sao mình không bị dị ứng với những thứ bình thường hơn như là trứng hay dưa leo? Tại sao? Tại sao mình lại... Tông Banh ơi! Tông Banh ơi! Em đâu rồi? Nè! Tông Banh ơi! Rốt cuộc là em mới chạy đi đâu chứ? Ủa? Tông Banh ơi! Chị tìm em nãy giờ luôn á. Em đang ngậm cái gì ở trong miệng vậy? Nó là... Mình không nghĩ nó là phân đâu. Mùi hương này hơi quen quen. Mình nhớ ra rồi, là hương vị của nấm cục. Nốt dị ứng nè. Tìm thấy rồi. Nè, bạn có thấy mấy nốt dị ứng trên mặt của mình không? Đây nè, là nấm cục đó. Sao có thể? Bạn tìm được ở đâu? Bạn hãy mau xin lỗi vì đã nói mình là kẻ nói dối đi. Không ngờ cha đu dị ứng với nấm cục thật. Mình không dám tin luôn. Sao bạn ấy còn dám đem nó theo chứ? Nhìn mặt của cha đu tội chứ kìa. Tội quá. Cảm ơn.
qua chính hiệu. Cái gì? Bạn nói gì? Vì cách thể các bạn từ chối những thứ có giá trị đó. Mình nghe nói nấm cục còn mắc hơn vàng nữa nha. Đúng rồi, nó giống như kim cương vậy. Đây không phải là điều mình muốn. Bạn khoe khoang là mình không ăn được những thứ mắc tiền hay sao? Được rồi cha đu, mình chịu thua. Chúc mừng bạn vì đã chiến thắng nha. Nè cho cha đu, mình có một chuyện nhất định phải nói. Nấm cục bạn mang theo rất đầy kia kìa, bạn có thể dọn được không? Cha đu ơi, bạn có muốn lên phòng y tế không? Thôi mà cha đu, chuyện có chút xíu à, lên phòng y tế làm gì chứ? Mình không sao đâu Minh Chi à. Chuyện này không phải là lỗi của em đâu Tông Ban à. Em đã làm rất tốt rồi. Cha đu ơi, đi chơi đám anh thôi. Các bạn thiệt là quá đáng, mình đang bị dị ứng đó. Bạn vẫn chưa hết dị ứng nữa hả? Các bạn tự chơi một mình đi. Được thôi, tụi mình đi đây. Lần trước tụi mình thua 3-0, chắc lần này thua 5-0 quá. Nè, các bạn đá kiểu gì mà để thua tới 3-0 vậy hả? Thì tại tụi mình không có bạn. Đã hứa rồi thì phải làm thôi. Tông Ban giỏi lắm, lần này chúng ta sẽ giàu to cho mà coi. Hãy cố gắng tìm thử những cục nấm bự thiệt là bự bự cỡ này nè. Món cái này là phân chó mà. Tôi tên là Kim Binson. Tôi đã có bằng tiến sĩ khoa học kinh tế tại một trường đại học nổi tiếng. Cuối cùng tôi đã có cơ sở kinh doanh riêng của mình và hôm nay đã chính thức bắt đầu. Tôi chắc chắn cùng với nó tôi nhất định sẽ thành công. Hey. Nè, ở trong khu mình có nhà hàng tự chọn món mới mở đó. Có thiệt không? Vậy là có thể ăn thoải mái rồi. Dạo này mình còn mơ thấy được thường xuyên đi ăn ở đó nữa kìa. Món ăn tự chọn có gì hay ho đâu. Món ăn càng rẻ thì chất lượng càng thấp nên mới có câu tiền nào của nấy á. Đi ăn mấy chỗ đó cũng đừng làm quá vậy chứ. Muốn đi ăn quá đi. Có nhà hàng tự chọn mới mở sao? Mình sẽ về nói với mẹ rồi bữa nào phải đi thử mới được. Nói tới chuyện đó, mình đã chuẩn bị sẵn rồi đây nè. Chuẩn bị gì chứ? Đúng là không thể chịu nổi mấy người quê mùa này mà. Món tự chọn thì có gì hay ho đâu chứ. Mình cần phải có chiến dịch quảng cáo và phương pháp hiệu quả nhất là tin đồn từ miệng của các bà cô. Anh đúng là giỏi quá đi. Còn trẻ tuổi như vậy mà đã mở được nhà hàng lớn rồi. Nhà hàng chúng tôi chỉ dùng những nguyên liệu cao cấp và phục vụ thức ăn cũng cao cấp. Chúng tôi sẽ luôn làm những điều tốt nhất cho các khách hàng của mình. Ơ kìa, đó không phải là mẹ của cha đu sao? Ơ chào chị vừa đi chợ về đó hả? Đâu có, trong khu mình mới mở một nhà hàng tự chọn mà. Từ hôm nay cả nhà tôi sẽ đến đó ăn. Ha, chúng ta mở họp tổ dân phố ở nhà hàng đó cũng được nè. Chiến dịch quảng bá thành công rồi. Với một tiến sĩ kinh tế như mình thì chuyện này dễ như ăn một cái bánh thôi mà. Mấy đứa ơi, mẹ về rồi đây nè. Cha mẹ, mẹ về đây. Sao hả? Mấy đứa có làm đúng như lời mẹ dặn hay không? Dạ có, sáng giờ thì con nhịn đói không ăn bất cứ cái gì hết. Mẹ nhìn em đi, bụng của em xẹp tới mức mặc cái quần mà cứ bị tụt lên tụt xuống. Đúng rồi, mấy đứa giỏi lắm. Tối nay chúng ta sẽ được ăn thoải mái.
Đợi ba về nữa là chúng ta sẽ xuất phát ha. Mọi người về cắt món ăn mà kéo tới đây, nhưng mình không thể để cho họ ăn quá nhiều được. Nếu làm họ no bụng mà cắt món nhiều dầu mỡ thì họ sẽ không thể ăn thêm nhiều món được nữa. Cứ như vậy thì nhất định mình sẽ giàu. Mình đúng là thiên tài. Ủa? Trong một tuần kế tiếp, mỗi ngày chúng ta đều sẽ ăn ở nhà hàng này. Ở đây được chuẩn bị rất nhiều món ăn đa dạng. Nhưng nguyên tắc quan trọng khi ăn món ăn tự chọn là tuyệt đối không bị mê hoặc trước những món ăn đẹp mắt. Đi ăn món tự chọn, không cần phải ăn hết tất cả các món. Những món có thể ăn được ở nhà thì đừng để ý tới. Chính sẽ luôn được để ở bên ngoài khu vực đi lại. Lạ thật kìa. Đó là một chiến lược trong kinh doanh. Và đó cũng chính là nơi chúng ta nên tập trung toàn lực để tấn công. Xin mời. Con ăn được không? Cần mẹ giúp gì không? Mẹ được mà. Mẹ ơi, nhà mình ăn hết thịt rồi nè. Hết rồi sao? Để chị đi lấy thêm về cho nha. Cứ như vậy thì mình sẽ có thể nhanh chóng trả các khoản nợ, sau đó mở rộng kinh doanh, rồi mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Kinh doanh còn dễ hơn lấy bằng tiến sĩ nữa. Bạn cũng tới ăn sao? Gặp bạn mình vui lắm. Nhưng xin lỗi nha, bây giờ mình đang bận đi lấy đồ ăn cho cả nhà rồi. Có gì mai lên trường gặp nha. Gì vậy? Mấy người đó đều kéo nhau tới đây hay sao? Đó là Đôn Đôn đúng không? Ngon quá, ngon quá, ngon quá, ngon quá. Này cô bé kia. Dạ chuyện gì? Ăn món tự chọn mà sao con ăn ít vậy? Dù ăn gì thì cũng phải có phẩm chất chứ. Tuy là ở đây rất nhiều đồ ăn, nhưng con cũng chỉ ăn nhiều sức mình thôi, chứ không hề ăn điên cuồng giống y như là mấy người kia. Hả? Rốt cuộc là bao nhiêu dĩa vậy? Đã kết thúc rồi sao? Chúng tôi có chút chuyện, chúng tôi sẽ quay lại liền. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại lần nữa. Dạ mẹ. Đây là chuyện gì? Sao lại có người có thể ăn được nhiều tới như vậy chứ? Ông chủ ơi, có chuyện gì vậy? Tất cả thịt được chuẩn bị cho hôm nay đã hết rồi ạ. Dạ. 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 Dạ
cho chúng tôi đi. Kinh doanh gì kỳ cục vậy? Kinh doanh mà lừa đảo như vậy đó hả? Rồi rồi, tôi sẽ hoàn tiền cho mọi người. Xin lỗi quý khách, tôi thật sự xin lỗi rất nhiều. Mẹ ơi, bây giờ quần của con hết bị cột rồi nè mẹ. Hôm qua là ngày giảm giá đầu tiên, lẽ ra mình phải dư tiền nguyên liệu mới đúng, ai ngờ lại bị hoàn tiền chứ. Cứ như vậy chắc lộ vốn quá. Mọi người thấy rồi đó, chương trình giảm 50% đã kết thúc. Từ bây giờ giá sẽ trở về như cũ. Nếu muốn vào nhà hàng thì mọi người phải thanh toán nguyên giá mới được. Đã hiểu chưa? Nếu như vậy thì mọi chuyện hơi khác rồi. Mẹ ơi, nói vậy là hôm nay chúng ta không để ăn sao? So với giá hôm qua thì phải trả thêm gấp đôi lận. Ba mẹ không thể nào đảm đương nổi con số đó đâu. Dạ. Đúng rồi đó, hãy mau bỏ cuộc quay về đi. Con cũng biết là mẹ rất tin tưởng ở con chứ cha Đu. Chúng ta phải nỗ lực hơn cái giá đã bỏ ra mới được. Dạ. Chị ta nói cái gì vậy? Đã lỡ tới rồi thì làm sao mà quay về được chứ. Cho nên ba mẹ quyết định chơi lớn một bữa luôn. Khoan, xin chờ một chút. Nếu quý khách để lại thức ăn thừa thì chúng tôi không chịu trách nhiệm được đâu. Thức ăn thừa sẽ bị cân lên và phạt tiền theo khối lượng đó, nghe rõ chưa? Được rồi, bữa ăn này phải trả tiền gấp đôi đó. Chiến thôi. Mình thật sự không đoán ra họ có thể ăn được bao nhiêu nữa. Bây giờ mình phải làm sao đây? Chị biết chuyện gì hay chưa? Cái nhà hàng tự chọn mới mở trong khu mình đó, tôi nghe mọi người nói nó làm ăn chán lắm. Có, tôi nghe rồi. Giá thì mắc mà ngay cả thịt cũng không thèm phục vụ nữa kìa. Mẹ cha Đu nè, nhà chị đã tới đó ăn thử chưa hả? Có, tôi đã tới đó rồi. Cho nên từ giờ cả nhà tôi quyết định sẽ ăn nhiều rau hơn. Cô Dì ơi, cái này bao nhiêu một bó vậy? Yên tĩnh như vậy thích thiệt á. Không có mấy người quê mùa đó, mình có thể ăn uống lịch sự rồi. Mình không thể kết thúc như vậy được. Nhà hàng này không thể kết thúc như vậy được. Xin hỏi ai vậy? Đây là thịt bò và thịt heo, mỗi loại có 18 kg. Chị làm ơn hãy nhận lấy tấm lòng chân thành của tôi. Nhưng mà nhà chúng tôi đâu có đặt giao thịt gì đâu. Hả? Từ hôm đó, ngày nào nhà mình cũng có thịt để ăn. Vậy nên suốt một tháng cũng không đi nhà hàng nữa. Nghe nói trong thời gian này, nhà hàng tự chọn đó làm ăn rất là khấm khá. Nhưng sau một tháng, khi nhà mình đã ăn hết số thịt được tặng thì... Nhà hàng đó đã chuyển đi mất tiêu. Bây giờ cả nhà mình biết ăn thịt ở đâu đây? Hương vị sô-cô-la đậm đà, ngọt ngào giòn tan. Mình không thể nào cưỡng lại được. Cắt, lỗi rồi, tôi xin lỗi. Những người ở phía sau tránh sang một bên. Tôi chưa từng thấy ai tới khu của mình quay quảng cáo hết trơn á. Công nhận nhìn hay thiệt. Chị ơi, em là người hâm mộ cuồng nhiệt của chị á. Bạn im lặng đi, xấu hổ quá à. Chị ấy chưa đủ đẹp để làm một ngôi sao. Chỉ do chị ấy diễn xuất tốt mà thôi.
Trời ơi, làm sao mắt mũi miệng có thể nằm gọn trên khuôn mặt bé xíu đó được vậy chứ? Snack choco, mình ước gì được ăn snack choco nguyên một ngày luôn. Snack choco à. Mọi người ơi, trong lúc đang quay xin mọi người hãy giữ im lặng. Chúng tôi chân thành cảm ơn. Khay à, như vậy cũng khá tốt rồi. Nhưng cô có thể ăn ngon miệng hơn bằng cách bỏ bột sô-cô-la vào miệng được không? Thử lần nữa nha. Dạ, dĩ nhiên rồi, thưa đạo diễn. Tất cả chuẩn bị bắt đầu. Ngọt ngào, giòn tan, mình không thể nào quẩn lại được. Các, bây giờ chúng ta chỉ còn quay một cảnh toàn phía sau nữa thôi. Mọi người cố gắng nha. Hey, được thì cũng được rồi, nhưng mình cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Đạo diễn ơi, chúng ta phải quay xong trước hoàng hôn đó, liệu có kịp không? Không còn lựa chọn nữa, để về hậu kỳ sửa lại đoạn này cũng được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay cảnh cuối nha. Hãy diễn gợi cảm và ngọt ngào lên. Máy quay sẵn sàng chưa? Diễn. Cắt, ai đang ở đằng sau vậy? Nè cô bé, con đang làm gì ở đó vậy hả? Ủa, đó là chị tới khu của mình quay phim kìa. Ngọt ngào giòn tan, mình không thể nào cưỡng lại được. Mẹ ơi, con và Nurong Chi được lên TV nè. Ngọt ngào giòn tan, mình không thể nào cưỡng lại vị ngon của nó được. Ôi trời, cái gì vậy hả? Dạ, tôi nghe đây. Dạ, ông là đạo diễn quảng cáo sao? À, dạ dạ, có chuyện gì không? Chị đã xem quảng cáo bánh snack choco chưa? À rồi, tôi mới xem xong. Nhìn con gái chị và bé mèo ăn rất ngon miệng nên tôi đã dùng đoạn phim đó vào quảng cáo. Hy vọng chị không thấy phiền vì điều này. Nhờ con gái của chị và bé mèo mà quảng cáo của chúng tôi đang rất ăn khách. Nên tôi có một đề nghị như vậy. Hả? Đạo diễn, ông mới nói ông muốn làm gì? Cái gì? Hợp đồng chính thức sao? Chuyện bạn nói là thiệt hả? Thiệt 100% luôn mà. Họ muốn mình và Nurongchi quay quảng cáo cho họ thêm lần nữa. Ý bạn là họ muốn bạn làm diễn viên phụ để ăn điên cùng phía sau diễn viên chính hả? Đừng có nói như vậy. Bạn còn chưa bao giờ được lên TV nữa kìa. Hả? Bạn nói gì? Mình không thèm chấp với mấy bạn đâu. Sẵn sàng diễn. Các diễn tốt lắm, phản ứng rất tuyệt vời. Shadu, Nurongchi, hai đứa làm tốt lắm. Sao mà hai đứa có thể diễn hoàn hảo chỉ với một lần bấm máy như vậy? Dạ, tụi con diễn tốt lắm hả chú? Dĩ nhiên rồi, chú không cần phải quay thêm nữa luôn. Chú nói vậy có nghĩa là gì chứ? Sao có thể quay một lần là xong? Không phải là con và Nurongchi sẽ được ăn hết số next đó hay sao? Nếu con thích thì chú sẽ gửi hết đến nhà con cũng được. Như vậy không được, mẹ sẽ giấu hết và chỉ cho con ăn mỗi ngày một túi thôi. Máy quay vẫn đang chạy đúng không hả? Chú nói vậy có nghĩa là gì chứ? Sao có thể quay một lần là xong? Không phải là con và Nurongchi sẽ được ăn hết số next đó hay sao? Nếu con thích thì chú sẽ gửi hết đến nhà con cũng được. 4.580 bình luận lận sao? Hơn 3.829.000 lượt xem và đang tăng lên nữa. Các bạn đã xem đoạn phim tạo nên cơn sốt gần đây trên cộng đồng mạng chưa? Đó là đoạn phim của một bé gái và một bé mèo với lượng người xem khổng lồ, vượt qua cả lượt xem của Gangnam Style. Và nó được dự đoán sẽ đạt 5 triệu lượt xem trong thời gian ngắn. Nè, sau khi xem xong quảng cáo tôi liền đi mua ăn thử. Bé mèo đó nhìn dễ thương quá đúng không? Mẹ ơi, nhìn kìa. Bé mèo này chính là em ấy đó, có đúng không mẹ? Thật sao? Chị có thêm quảng cáo mới hả? Nghe thích quá đi, quảng cáo dễ gì vậy mẹ? Là quảng cáo cho kem và mì ramen đó. Cha Đu sẽ là diễn viên chính trong quảng cáo mì ramen. Hả? Diễn viên chính hả? Bà xã ơi, anh đói quá. Đồ ăn ở trong nồi đó, anh tự lấy ăn đi. Hả? Mì ramen hả em? Mì ramen trên cả tuyệt vời. Hay quá. Chúng ta sẽ cùng gặp
gỡ ngôi sao mới nổi đã tình cờ xuất hiện trong đoạn phim quảng cáo Bé Chadu và Mèo Nuronchi. Chú chào hai đứa. Chú rất vui vì hôm nay tụi con đã đến. Nghe nói tụi con đang được nhận nhiều quảng cáo hơn. Đây là một bước tiến đáng ngạc nhiên cho một diễn viên nhí, có phải không? Dạ, con và Nuronchi còn có cơ hội được biểu diễn trong một bộ phim truyền hình. Bộ phim Vì Sao Đưa Anh Tới Phần 2. Tụi con sẽ vào vai em gái của người ngoài hành tinh và thú cưng của anh ấy. Thiệt luôn hả? Sao lại có thể như vậy được? Bực mình quá. Em gái à, đi ra nơi công cộng đừng có ăn giống người ngoài hành tinh nha. Không được ăn quá nhiều nữa. Không chịu đâu, đồ ăn ở trái đất ngon quá, em không dừng được. Ôi trời, thiệt là hết cách với em luôn. Thôi được rồi, nhưng đừng có ăn đồ ăn của bé mèo đó nha. Có biết không? Cất. Được rồi, diễn tốt lắm. Để coi, cảnh tiếp theo chỉ có mỗi Chadu và cô S diễn chung thôi. Nuronchi có thể nghỉ giải lao. Chỉ có mỗi chị và cô S thôi sao? Nuronchi nè, vậy em hãy về phòng chờ trước đi, chị quay xong sẽ qua liền. Nuronchi ơi, chị xong rồi. Hả? Hả? Nuronchi? À, em trốn ở đây hả? Em đang ở đâu vậy? Tới lượt em rồi đó. Hay là em ấy đi vệ sinh ta? Em ấy đi đâu rồi không biết. Chú ơi chú có thấy Nuronchi của con đâu không? Không có, chú không thấy. Chadu à, đang làm gì đó? Con với Nuronchi mau qua đây đi. Dạ, chú chờ chút, tụi con sẽ qua liền. Tôi nghe đây. Ý con là bé Nuronchi bị mất tích hả? Con quay xong thì đi về phòng chờ, nhưng không thấy em ấy đâu hết. Tìm khắp nơi cũng không thấy luôn. Con bình tĩnh đi, đợi mẹ qua đó rồi mẹ con mình cùng đi tìm nha. Nuronchi ơi, Nuronchi ơi. Không thấy, mẹ nghĩ là Nuronchi không còn ở đây đâu. Mẹ ơi, có khi nào Nuronchi đã về nhà rồi không mẹ? Con nghe nói mẹ có khả năng định vị rất tốt. Nuronchi ơi, Nuronchi ơi. Nuronchi ơi. Mẹ ơi, chúng ta làm gì đi? Lỡ Nuronchi gặp tai nạn hay xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Xin chào, tôi nghe đây. Hả? Con nói là con đang ở cùng Nuronchi sao? Xin hỏi bạn là ai? Chắc bạn là Chadu phải không? Xin chào. Nè, bạn là ai? Tại sao lại mang Nuronchi của mình đi vậy hả? Mình là chủ của Nuronchi. Bạn nói cái gì? Mình là Nuronchi. Không, mình là chủ của Chi. Tên thật của em ấy là Chi. Làm ơn giúp con với chú cảnh sát ơi. Bạn ấy đã bắt cóc Nuronchi rồi còn đổi tên của em ấy nữa. Con sợ lắm. Hành động này chính là rình rập, quấy rối và có âm mưu bắt cóc người nổi tiếng đó. Đừng chần chờ nữa chú ơi, hãy mau đi lấy Nuronchi về cho con đi. Nuronchi à? Chúng tôi tới để mang em ấy về nha. Trước tiên bạn hãy nhìn tấm hình này đi đã. Cái này là Nuronchi lúc nhỏ mà. Mình đã để lạc mất em ấy, tìm suốt mấy tháng cũng không được nên mình đã bỏ cuộc. Nhưng mình đã tình cờ xem được mẫu quảng cáo và nhận ra em ấy. Không phải đâu, Nuronchi là do ba của mình mang về. Mình đã nói rồi, mình mới chính là chủ của em ấy, bạn hiểu chưa? Không, mình không hiểu. Em ấy là mèo của mình, là bạn của mình, là gia đình của mình. Nuronchi, mau qua đây với chị đi. Em sợ lắm có đúng không? Nuronchi. Cô bé à, chú nghĩ đây là chủ cũ của Nuronchi. Nếu đã như vậy chú không thể lấy Nuronchi về cho con được. Phải, tôi nghĩ con bé cần thêm thời gian. Có thể trong khoảng thời gian này sẽ không quay quảng cáo được. Dạ, cảm ơn vì đã hiểu và thông cảm cho con bé. Mình không nên nhận lời quay phim, không nên quay quảng cáo hay phim truyền hình gì hết. Nếu lúc đầu mình không nhận lời thì Nuronchi đã không bỏ đi như vậy. Mình nhớ Nuronchi quá. Thương chị quá, mà Nuronchi cũng xấu tính quá đi. Dù gặp lại chủ cũ thì em ấy cũng đừng quên chúng ta nhanh vậy chứ. Chị ơi, làm sao đây? Em cũng nhớ Nuronchi quá. Hãy
mà sẽ ăn bít tết không mẹ? Dĩ nhiên rồi, hôm nay các con muốn ăn bao nhiêu cũng được hết, vừa ăn vừa xem phim nữa. Shadow à, con muốn xem phim nào nhất nè? Con không biết, phim gì cũng được. Ai lại đem rác bỏ trước nhà mình vậy hả? Cái tiếng gì nghe quen quen. Ủa con gái, em Chi Chi đâu rồi hả con? Con đã gửi nó về lại nhà của cha Đu rồi mẹ ơi. Nó đi ra ngoài khắp nơi, lại còn cào đầy tường nữa chứ. Ngày nào nó cũng làm con khó chịu á. Nhưng mà lúc đầu chính con nói là muốn mang em nó về rồi mà. Thì tại con tưởng nó nổi tiếng, sau đó con sẽ được lên tivi nữa. Nhưng mà người đạo diễn tìm không phải là con mèo đó. Nếu không có cha Đu thì cũng không có ai đến tìm nó để quay hình hết á. Nè mấy đứa, ba thấy mình nên gọi cho nhà bên đó để hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra có được không? Ba đừng có gọi. Con không quan tâm bên nhà đó đã xảy ra chuyện gì hết. Nô Rồng Chi đã quay về rồi, vậy là được. Ba biết rồi, ba không gọi nữa. Ôi trời đất ơi, lạnh quá vậy nè. Ôi trời, một năm trôi qua nhanh như mũi tên vậy. Chưa gì đã hết tháng 11 rồi. Nhanh gì chứ mẹ, con thì lúc nào cũng tự hỏi khi nào mới hết năm đây. Con chờ đợi muốn mỏi mòn luôn đấy mẹ ơi. Cuối cùng, cuối năm cũng tới rồi. Hey, thịt bò Hàn Quốc. Mẹ ơi mẹ, phần thưởng cuối năm của ba ổn đúng không mẹ? Tuần sau chúng ta có thể đi ăn thịt bò Hàn Quốc rồi phải không mẹ? Tới rồi, tới rồi nè. Mấy đứa à, hãy nhìn những miếng thịt tươi ngon kia kìa. Nhớ là đừng có vô bếp làm phiền trong khi mẹ đang nấu ăn. Mấy đứa con mau vô phòng làm bài tập hết đi. Nếu không nghe lời thì ngay cả canh cũng không được ăn đâu. Dạ alo, xin nghe. Hả, Minji, có chuyện gì? Cha Đu à, bây giờ mình có thể tới nhà của bạn không? Cả nhà mình ra ngoài hết trơn rồi, còn có một mình ở nhà à. Mình sẽ đi mua bánh gạo đem qua. Bạn vẫn chưa ăn cơm có đúng không vậy? Phải làm sao đây Minji à? Bây giờ nhà mình có khách rồi, cho nên chắc là hẹn bạn. Vậy sao? Mình còn định đến nhà luôn mà không gọi trước. Nhưng mình cảm thấy hơi bất lịch sự. Thôi không sao đâu mà, mai chúng ta gặp lại nha. Tạm biệt. Nhà mình có khách hay sao chị cho đu? Quá, làm giật mình à. Chị không cho chị Minji tới nhà chúng ta vì chị không muốn chị bớt phần thịt cho chị ấy ăn, có đúng không? Phải rồi đó. Chị ấy là bạn thân của chị chứ bộ. Sau khi ăn thịt bò xong rồi tính tới tình bạn thân cũng được mà, đâu có mất mát gì đâu. Ăn từ từ thôi, còn cả nồi lận mà. Chào buổi sáng. Xin chào cha Đu à. Bụng của bạn bị sao vậy? Bạn đang giấu trái banh trong bụng hả? Không lẽ bụng của mình nhìn bự đỏ luôn vậy hả Minji? Là bụng của bạn. Đúng rồi, hôm qua mình ăn hơi nhiều thôi mà. Hôm qua bạn nói nhà bạn có khách mà, chắc hẳn là bạn đã ăn nhiều món ngon lắm. Mình quên mất tiêu chuyện đó. Hôm nay mình có mang cái này cho bạn nè. Là snack choco. Hôm qua anh của mình mua cho mình, nhưng mình không ăn mà để hôm nay đem ăn chung với bạn. Thật vậy sao? Sau khi ăn thịt bò xong rồi tính tới bản thân cũng được mà, đâu có mất mát gì đâu. Nè, chắc bạn no lắm, nhưng cùng nhau ăn một miếng đi. Được rồi, cảm ơn bạn nha. Minji lúc nào cũng vậy, có cái gì ngon cũng để dành đem chia cho mình hết á. Còn mình thì lại... Minji à, hôm nay bạn đến nhà mình và cùng ăn tối với mình có được không hả? Cảm ơn bạn vì đã mời mình tới ăn tối. Còn cảm ơn bác rất nhiều ạ.
này sao mà ngon quá à. Cái con bé này đúng là biết thưởng thức quá nha. Ấy chà, còn rau xà lách nữa mà bác quên mang lên rồi. Dạ được rồi, con cảm ơn bác. Đã ăn thì phải ăn cho đúng cách chứ. Mặn quá, nhai vô miệng thì vị mặn hơn. Con ăn nhiều vào nha Minchi. Trà Đu à, hôm nay mình đã ăn rất là ngon luôn. Mai gặp lại ở trường nha. Lần sau mình ăn nữa nha. À, không không, không không cần đâu. Hôm nay mình đã ăn rất nhiều rồi. Thôi mình đi đây hả? Con về rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, lấy cơm cho con ăn với, con đói bụng quá à. Cái gì chứ, không phải con ăn tối ở nhà Cha Đu rồi mới về hay sao? Sếp ơi, sếp đã làm gì với phần thưởng lần này vậy sếp? Tôi đã đưa cho vợ tôi để mua thịt bò Hàn Quốc cho bọn trẻ ăn rồi. À, phải rồi ha, vợ của sếp nấu ăn ngon lắm mà. Thật là ngưỡng mộ quá đi. Nấu ăn ngon hả, ai nói vậy chứ. Bởi vì bò Hàn Quốc mắc quá nên tôi không ăn thường xuyên thôi. Chứ món ăn có mùi vị gì đâu. Mấy đứa nhỏ nhà sếp không phải ăn rất ngon hay sao? Bình thường chỉ có ăn cỏ thôi. Thử ném một đống thịt cho ăn coi, nấu kiểu gì mà chẳng thấy ngon. Minchi à, hôm nay không cần phải tới học viện học có đúng không? Bạn có muốn tới nhà mình ăn tối hay không? À, không cần đâu Cha Đu à. Hôm nay mình sẽ mời bạn tới nhà của mình. Mẹ mình sẽ làm món sườn bò hầm nên kêu mình rủ bạn cùng tới ăn đó. Ủa thật vậy hả? Nhưng bạn sẽ không cảm thấy gì chứ? Chuyện gì hả? Mình hơi khó ăn đó nha. Lỡ mẹ của bạn nấu món thịt không hợp với khẩu vị của mình thì sao? Cô ơi, cô cho con hỏi, món này là món gì vậy cô? Đây là món sườn bò hầm, con có thích hay không vậy? Không thể nào tin được mà. Món thịt hầm rất mềm rất thơm, khi ăn nó tan trong miệng luôn. Đây là món thịt hầm thật sao? Mẹ ơi, tại sao mẹ lại làm vậy với tụi con kia chứ? Con bé này đang nói cái gì vậy? Lúc giờ mẹ nấu thịt bò Hàn Quốc theo kiểu gì vậy hả mẹ? Món sườn bò hầm của mẹ làm dở quá trời quá đất luôn á. Nói cái gì vậy hả? Con vừa mới được ăn món sườn bò hầm mà mẹ của Minchi làm đó mẹ. Ngon lắm luôn đó. Món mẹ làm không thể nào so sánh được đâu. Chị nói gì vậy chứ? Con đang nói cái gì vậy hả? Con nói đi, con vừa ăn cái món gì ghê gớm dữ vậy? Con có lén mang về một ít đây nè mẹ. Mẹ cũng nên ăn thử một miếng cho biết đi. Làm gì mà gói mang về như đi ăn xin vậy? Thì tại vì nó ngon quá mà. Em nữa. Đúng là ngon quá trời quá đất luôn à. Ôi, thiệt là hết chịu nổi mấy cái đứa này mà. Tao đưa đây cho mẹ ăn thử coi. Mà đúng là ngon thiệt. Cho dù có ngon hơn mình nấu đi chăng nữa thì chúng cũng không nên làm cho mẹ của chúng xấu hổ như vậy mới phải chứ. Đúng là nuôi chúng bao nhiêu năm nay tốn công thiệt mà. Sao nước không mát dễ trơn vậy nè? Cái gì đây hả? Thịt bò để đây đâu có tiêu hết rồi. Cô ơi cô, cô có thể dùng phần thịt này để nấu sườn hầm cho con có được không ạ? Cha Đu à, cái con bé này tại sao con lại làm cho mẹ xấu hổ như vậy chứ hả Cha Đu? Dạ alo. À, mẹ Sơn Hun hả? Tôi là mẹ của Cha Đu đây, may là chị có nhà. Mẹ Cha Đu à, có chuyện gì mà chị gọi cho tôi vậy? Lần trước tôi có nghe chị nhận được chứng chỉ đầu bếp món Hàn có đúng không? Tôi chịu trách nhiệm nấu nè, bây giờ mới cực như vậy nè. Mấy đứa à, ba về rồi nè. Hả? Mẹ của tụi con đâu? Dạ con không biết, con về nhà đã không thấy mẹ rồi. Ba ơi ba, con đói bụng quá. Ở nhà không có cơm sao?
Bộ hôm nay mẹ mấy đứa không nấu cơm hả? Tưởng gì món sườn bò hầm dễ nấu thấy mồ, có gì khó khăn đâu chứ. Mẹ cha đu à? Chị có khỏe không, mới đi chợ về hả? Xách lỉnh kỉnh nhiều thứ quá ta. Coi bộ hôm nay có khách tới nhà chơi hay sao vậy chị? Nói tôi nghe coi. Trời ơi, tuần này chúng tôi có một bữa tiệc tại nhà văn hóa cộng đồng. Tôi chịu trách nhiệm đi chợ cho các ông bà lớn tuổi, chứ đâu có khách khứa gì đâu chị. Còn người chịu trách nhiệm nấu là mẹ của Minh Chi. Chị vừa nói cái gì chứ? Mẹ của Minh Chi chịu trách nhiệm nấu nướng sao? Mẹ của Minh Chi nấu ăn ngon mà. Lần này chị ấy sẽ nấu món sườn bò hầm. Không biết có cần thêm người phụ không? Ăn nhiều vào nha mọi người. Hãy ăn nhiều vào nha mọi người. Chà, món này đúng là ngon quá ha. Trời đất ơi, món sườn bò hầm chắc là ngon lắm. Đúng không hả mẹ cha đu? Nhiều thứ để dọn dẹp quá, không còn thời gian nữa, để tôi đi rửa chén nha. Không cần đâu, tôi sẽ rửa chén để mẹ của Minh Chi có thể về được rồi. Nấu ăn cả buổi chắc là chị cảm thấy mệt mỏi lắm. Mẹ ơi, sao mẹ về trễ vậy? Tụi con đói lắm rồi. Trong tủ lạnh chỉ có kim chi thôi, cho tụi con ăn cơm đi mà mẹ. Cái này là chính tay mẹ làm đó, sẽ không ngon đâu. Mẹ hỏi mấy đứa một câu nha, bây giờ các con muốn ăn kim chi hay là muốn ăn thịt bò đây? Dạ ăn thịt bò. Mẹ cha đu à, chị đừng có buồn nha. Có thể có sai sót mà. Học nấu ăn gấp gáp như vậy, đương nhiên là sẽ có sai sót rồi, chị đừng có bận tâm. Chị đang nói cái gì vậy hả? Ai sai sót chứ? Bữa tiệc tại trung tâm văn hóa cộng đồng đó. Ôi trời, cái đó tôi làm giống như mọi lần tôi làm thôi mà. Cái này đều là sườn bò hầm. Tôi đã gói hết phần còn lại mang về. Tôi nghĩ nhất định sẽ không ai đụng tới chúng đâu. Tôi nghĩ tôi không cần làm món phụ trong vòng một tháng.